Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi xin thay mặt gia đình và thay mặt tất cả bà con ở chiến khu D cũng như ở miền Đông gửi lời cảm ơn tới đoàn làm phim Vó Ngựa Trời Nam do đạo diễn Lê Quân Bắc dẫn đầu. Trong mấy năm qua, bộ phim này đã đi vào lòng người, đã đem lại được rất nhiều ấn tượng về Quỳnh Văn Nghệ. Một lần nữa cũng có những nhân vật thì qua mấy năm hôm nay thì cũng đã khác rồi, nhưng mà cũng có thể nhận ra đó là những nhân vật ở trong bộ phim đó, và bộ phim đấy đã gây thành công lớn nhất trong những bộ phim lịch sử cách mạng ở miền Đông cũng như ở Việt Nam, và được đạt được nhiều giải thưởng trong những năm qua. Một lần nữa tôi xin chúng ta một tràng vỗ tay để cảm ơn đoàn làm phim. Kính thưa anh Huỳnh Văn Nam, hậu duệ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Kính thưa tất cả quý vị bà con, cô bác, quý vị quan khách. Hàng năm cứ đến ngày này, chúng tôi được vinh hạnh đến đây để thắp nén hương tưởng nhớ đến vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Nghệ. Và tôi cũng được cái vinh hạnh thực hiện bộ phim Vó Ngựa Trời Nam, ghi lại cuộc đời lãng mạn và anh hùng người con dân đất Tân Uyên và một người công dân Việt Nam. Trong ngày này, trong những ngày này khi chúng ta đang ngồi đây thì bộ phim Vó Ngựa Trời Nam vẫn đang được chiếu lại trên đài truyền hình Long An, và hầu như tất cả các đài truyền hình trên toàn quốc đã chiếu đi chiếu lại bộ phim này rất nhiều. Đó là một niềm vinh hạnh cho người làm phim, và đó là để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của khán giả đối với vị anh hùng Huỳnh Văn Nghệ. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Văn Nam đã có nhã ý thông báo cho chúng tôi được tới dự cái ngày hôm nay, và xin trân trọng kính chào và gửi tới quý vị lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất. Xin chào. Kính thưa tất cả quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi năm nay 87 tuổi, là cận vệ của anh Quỳnh Văn Nghệ từ năm 1946. Thì cái chuyện mà về tôi nói về cái vấn đề mà dĩ vãng của tôi, quá khứ tôi đó, thì nhiều người biết lắm. Nhưng mà bây giờ rồi. Trước khi hôm nay muốn giới thiệu cái kịch bản Gió Ngựa Trần Nam, cuốn phim đã chiếu tất cả mọi đài trong thành phố và tất cả mọi tỉnh, tất cả đất nước. Thì bây giờ tôi có đạo diễn Lê Quân Bắc đây, tôi xin hỏi một câu thế này. Bây giờ Lê Quân Bắc xác nhận lại cho trước tôi, sau tất cả mọi người ở đây, cái cuốn phim nó gọi là giả sử hay là lịch sử hay là cái gì đó, cho chúng tôi biết cái tựa phim là giả sử hay lịch sử. Tôi chỉ muốn biết nhiều đó thôi. Xin đạo diễn Lê Quân Bắc cho biết. Kính thưa rằng là cái bộ phim Vó Ngựa Trời Nam là một bộ phim truyện, và thường thường phim truyện thì là có hư cấu, có thêm, cho nên chúng tôi đây là một bộ phim giả sử căn cứ trên cái sự thực của cuộc đời của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Dĩ nhiên nó không hoàn toàn giống, mà chỉ mô phỏng theo cuộc đời anh hùng của ông Huỳnh Văn Nghệ, và trong đó những sự thực nào cần tôi phải tôn trọng thì chúng tôi tôn trọng tuyệt đối. Ngoài ra thì có những vấn đề hư cấu để bộ phim hấp dẫn về mặt phim truyện thì chúng tôi đã làm đúng theo cái quy chuẩn tiêu chí đó. Xin cảm ơn. Tôi xin nói thêm cái vấn đề này, anh Lê Quân Bắc đạo diễn nghĩa là ưu tú, nghĩa là rất là giá trị, mà bây giờ tất cả đạo diễn đều, nghĩa là anh Lê Quân Bắc đều có giải thưởng hết trơn. Thì bây giờ đó, bây giờ anh Lê Quân Bắc nói là phim đó là phim giả sử chứ có hư cấu, tôi nhất trí. Chứ còn nói cái phim lịch sử thì hơi xét lại tí xíu, có phải đúng vậy không Lê Quân Bắc? Đó, thì tất nhiên là tôi nhỏ hơn nha anh Tám Nghệ một con giáp thôi. Tôi năm sinh năm 1926, anh Tám Nghệ sinh 1914. Tôi là cận vệ thì năm 46. Từ anh Tám Nghệ rồi anh Nguyễn Bình này kia nọ với anh Ba Công này kia nọ tôi biết hết. Tôi gặp mặt hết trơn Nguyễn Bình là bây giờ tôi còn nhớ mặt anh. Tôi gặp mặt Nguyễn Bình. Thì bây giờ đó, anh Lê Quân Bắc đã xác nhận lại là phim này phim giả sử mà có hư cấu. Đúng là một người đạo diễn kiên cường, can đảm, nói sự thật cho tất cả mọi người được nghe, đều tôn trọng
cái vấn đề tôi nói cái con phim đó nữa nha. Nghĩa là tụ tập tất cả nghệ sĩ, tất cả anh em đều lên mắt rồn lỡ cho không có thiếu người nào trơn ha. Từ Khoa Nam cái gì nó nhớ ghê lắm, quay nhức đầu hả. Chính quyền tôi biết rồi, để nói chuyện chính quyền tí xíu ha. Hôm nay để tôi điểm cái cuốn phim Gió Ngựa Trời Nam á, tất cả mọi người đều nghe anh Lê Cung Bắc lên xác nhận như vậy. Tôi nói á, tên gì? Dạ con tên Thạch Kim Long. Thạch Kim Long này đóng rất nhiều vai khác nữa cả, chứ không phải một vai ở trong Gió Ngựa Trời Nam không đâu. Thạch Kim Long rất là hay ha. Bây giờ Lê Phương không có đây, còn Lê Cung Bắc không có đây phải không? Quỳnh Đông cũng không có phải không? Hai cái nhân vật đó tôi công nhận là rất giá trị. Tại đạo diễn của anh hết sĩ rồi, tôi công nhận cái vụ đó. Nghĩa là ai xem Gió Ngựa Trời Nam được cũng phục, cũng phục những cái cảnh mà anh tạo ra. Mặc dù cuốn phim nó bao nhiêu tôi không biết, tốn tiền bao nhiêu tôi không có tìm hiểu, nhưng mà đạo diễn đó, cái cuốn phim nó tập trung tất cả diễn viên, ưu tú diễn viên về quần chúng thì đủ thứ. Tôi nói cứ coi phim Gió Ngựa Trời Nam này, tất cả mọi diễn viên hết trơn, không có thiếu người nào, tôi bảo đảm vậy, phải không? Vậy dạy gì đây? Dạ, thư ký. Mọi người đi sát với ông Hùng Nghèo. À, rồi, thôi, còn đây. Đây là chị Dết, không phải chị Dết. À, rồi. Thôi, anh đã đi từ Campuchia, từ Lào này kia nọ, anh quý, anh dựng cuốn phim đó, ai cũng phục hết rồi. Chọn rồi, chọn. Tôi xin đại diện cho tất cả anh em ở đây ha, đều công nhận với cuốn phim Gió Ngựa Trời Nam nên coi và coi liên tục mới biết cái giá trị. Không có cần đạo diễn dựng phim cái gì gì, trời ơi là quá trời quá đất. Thôi hết sảy rồi ha. Rồi cảm ơn. Thôi một lần nữa chúng ta một tràng vỗ tay cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn những người đã làm nên bộ phim Gió Ngựa Trời Nam.
tập trung tâm thần đến phía. Hiệu trưởng Phong Hồ Đình Nam, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến viếng. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một trong các bản tin kể chuyện tiên giặc hồng do Hồng Nhi trường trung học cơ sở Quỳnh Văn Nghệ dẫn đoàn biểu diễn. Em không quên ta sống
theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp mang tên Cô Gái Gót Trong, có phần trình bày của Thanh Dân. Đợi văn nghệ của chiến binh chỉ đợi 10. Kính đến toàn thể quý vị lãnh đạo và quý bạn bè thân hữu của gia đình, tôi nghệ sĩ Minh Minh Tâm hôm nay cũng như là hàng năm tôi đều đến đây để viếng cụ Huỳnh Văn Nghệ, để tỏ lòng kính ơn cho phép tôi được chúc sức khỏe cho gia đình được an lành hạnh phúc, và kính chúc cho toàn thể quý vị được may mắn thành công trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đến diễn thi tướng anh hùng lực lượng vũ trang Huỳnh Văn Nghệ có bà Lê Thị Mộc Tiền, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đến diễn. Tôi xin được phép hát bài ca được mang tên Lời Tạ Tình. Đêm không ngủ nghe niềm
cùng sân khấu để trên sàn diễn đêm đêm cũng thành chủ lòng mình. Xin cảm ơn.
Tiếp theo chương trình xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng mang tên Đến Diễn Thi Tướng Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Học Tập Nhân Loại Bốn Mươi Vạn. Đại diện anh Nguyễn Thế Kế, Phó Giám đốc Ngân hàng. Thank you.
Sở Nông nghiệp thành phố. Cảm ơn bác chính rất là nhiều. Và liên tục chương trình chúng ta cùng đến với đơn vị chi đội 10 với ca khúc được mang tên Ơn Nghĩa Sinh Thành. Yeah.